Chào anh em nhé, mình là kẹo ngon ba miền thì mình chuyên cung cấp cho anh em xỉ cộng lẻ các loại kẹo cho PB. Và hôm nay thì mình giới thiệu anh em cái mẫu kẹo chỉ giá rẻ giá bình dân anh em nhé. Đấy. Trước khi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm thì mình xin phép anh em, những em nào đang theo dõi được video của mình thì cho mình xin một like video và anh em đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để mình thấy được tương tác với anh em nhé. Và những em nào đã sử dụng qua hàng nhà mình có điểm nào chưa hài lòng thì anh em bình luận góp ý nhé, để mình có thể cải thiện phục vụ cho anh em tốt hơn. Còn anh em đã cảm thấy ok thì anh em bình luận là ok nhá. Mình xin chân thành cảm ơn anh em. Còn cách thức giao dịch bên mình này, anh em đặt hàng mình sẽ ship COD cho anh em. Anh em nhận hàng thì nhận tiền, anh em lưu ý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá. Hàng không kiểm em nào tin tưởng quý mến để mua hàng, anh em nào không tin tưởng thì qua shop khác để tránh mất thời gian của đôi bên nhá. Còn hàng nhà mình thì mình luôn cam kết với anh em là mình giới thiệu như nào sẽ gửi đến tay anh em 100% như mình giới thiệu luôn. Anh em nhận hàng không được như mình giới thiệu, anh em cứ gửi hàng cho mình nhé để mình gửi lại tiền cho anh em. Đấy. Hàng nhà mình nó luôn bao đổi trả cho anh em yên tâm nhá. Đấy. Và cũng như đầu video mình đã nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái mẫu kẹo chỉ giá rẻ giá bình dân. Cái mẫu kẹo này mình đang bán là 350 một cân bao ship anh em nhá. Khi gửi cho anh em thì mình sẽ tính thêm 20.000 tiền ngụy trang là 370.000. Đấy, nhìn viên kẹo thì vẫn rất là đẹp luôn nhưng độ chuẩn nó sẽ không cao anh em nhá. Đấy, mẫu này thì bao chuẩn cho anh em khoảng 70 mét. Đó, thích hợp cho những anh em nào mà đi rừng. Anh em đi rừng thì gần như là không chơi khoảng cách xa bởi vì là tầm nhìn của nó rất là hạn hẹp. Nên là anh em có thể chơi mẫu lẻ thì nó sẽ tiết kiệm được một phần chi phí anh em nhá. Đấy. Nhìn kẹo thì vẫn rất là đẹp luôn. Đó. Rất là sắc nét anh em nhá. Cái mẫu kẹo chì này thì vẫn là kẹo chì đóng máy anh em nhá. Đấy, chì mềm đóng máy. Đó. Đóng máy thì máy nó ép nên là viên nào nó cũng như viên nào, nó không kiểu như đóng tay anh em nhá. Đóng tay thì đập phát mạnh phát nhẹ thì nó sẽ gây nên cái tình trạng là không đều. Đấy. Còn đóng máy này thì vẫn rất là đều. Đấy, chỉ mềm anh em nhá, anh em không loại cảnh hại khương. Đấy, cái mẫu này thì nhà mình có 5.5, 552 và 635 anh em nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là đẹp luôn nhưng nó sẽ độ chuẩn nó sẽ không cao. Đó, mình đã từng test qua anh em nhá, mình test được khoảng 80 mét. Đấy. Đó, anh em căn chỉnh tốt thì có thể vươn được xa hơn một chút anh em nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là đẹp luôn, vậy rất là đều anh em nhá. Đó, vẫn là hàng rồi, hàng chỉ mềm đóng máy anh em nhá. Đấy, bình thường các shop khác đang bán là 400 nhưng mà mình nhập không qua ai cả, nhập thẳng được từ xưởng sản xuất nên giá nó được tốt hơn cho anh em. Đấy, ngoài ra anh em mà muốn chơi hàng loại độ vươn tốt, đấy đấy, độ chuẩn cao thì anh em đây, nhà mình có cái loại hàng kẹo chỉ loại 1 này, độ chuẩn rất là cao. Đấy, bao chuẩn cho anh em là 130 mét luôn, bao lắp xe là 90 mét. Đấy, mẫu này thì nhà mình đầy đủ kích thước từ 4.5 đến 6.40 anh em nhá. Đó, là chỉ mềm hàng nhập đóng máy. Đấy, 4.5 này, hàng vây chung 2 tầng, cực kỳ đều và đẹp luôn anh em nhá. Còn 5 chấm thì nhà mình có từ 5.50 đến 5.56 cho anh em. Đấy, anh em nào chơi lâu ngày cành mòn thì anh em tăng size dần lên nhá. Đó, cái mẫu kẹo này thì anh em cứ bèm, nếu mà độ chuẩn dưới 100 mét thì gửi lại hàng cho mình gửi lại tiền cho anh em luôn. Đấy, riêng mẫu kẹo chì này, mẫu này thì mình đang bán là 450 một cân bao ship anh em nhá. Đấy, đắt hơn có mấy chục nghìn thôi nhưng mà độ chuẩn của nó sẽ cao. Đấy, hàng bao đều và đẹp luôn, về chung 2 tầng. Đó, còn đây là 556 anh em nhá, à 554. Đấy, 554, hàng bao đều và đẹp luôn, nhìn viên kẹo cực kỳ khôn mắt sắc sảo anh em nhá. Đây là 556 đây. Đấy, còn 6 chấm thì nhà mình có 635 và 640. Đó, chỉ mềm hết anh em nhá. Đó, bóp cho anh em xem. Đó, bóp phát là nó đẹp luôn, đẹp rúng luôn anh em nhá. Em không loại cảnh hại khương. Còn đây là 640 này. Đấy, anh em chơi 635 mà lỏng thì anh em lên 640 anh em nhá. Đấy, cái mẫu này thì độ chuẩn cực kỳ cao anh em nhá, và chơi rất là ổn định luôn. Đó, bao chuẩn cho anh em là 130 mét cơ. Đấy, còn cái mẫu này thì anh em phải biết là tiền nào nó đi theo với cái chất lượng như thế. Đấy, nên là anh em mua hàng giá rẻ thì đừng đòi hỏi như cái phải được như cái hàng lẻ anh em nhá. Đấy, cái loại này chỉ 370.000 một cân bao ship bao ngụy trang, còn cái mẫu này là 450 bao ship bao ngụy trang anh em nhá. Đấy, anh em nào mua mẫu nào cứ liên hệ với hai đầu số clip nhá, số điện thoại và Zalo mình mở 24/24 luôn. Xin chào anh em.